có được em, và không bao giờ chịu thua trước lão già khốn kiếp đó cả. Cậu đừng có làm càn nghe chưa, thả tôi nó ra. Anh không làm càn, anh đang làm rất đúng. Việc này anh đã tính toán từ trong đầu rất lâu rồi. Dẫn đi. Thả tôi ra. Các người làm gì vậy? Tại sao các người lại bắt hôn tôi? Ra. Thả tôi ra. Nguyệt. Nhanh lên. Thả tôi ra. Bà bình tĩnh. Mày đi ra. Bà bình tĩnh. Bà đi ra. Bình tĩnh. Đi ra. Bà thấy con bà không? Đi ra, mày đi ra. Bà đi giao cho tôi nha. Tránh ra, tránh ra. Con bà nó la. Tránh ra. Bà không được tôi bóp cổ nó chết. Tránh ra không. Bà đứng im. Đi ra. Đi giao chưa? Tránh ra. Vào đây. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Đi giao. Thả ra. Đi giao. Tránh ra. Buông ra. Thả ra. Xe chạy nhanh lên. Dạ. Con thằng mẹo thì sao con hai? Chẳng lẽ còn bỏ nó đó? Con một mình bà già đó, nó sẽ xử lý nhanh thôi, không sao đâu. Cho xe chạy nhanh lên. Dạ dạ. Chạy nhanh đi. Chạy lên. Dạ. Dạ con chào cô hai. Mày ở đây lo canh chừng cho thằng mẹo về. Dạ. Shhh.
ở trong đây mà cô cứ la hét cũng không ai nghe được đâu. Tôi rất ghét ồn ào. Em muốn nói gì à? Nếu em đồng ý không la hét nữa, tôi sẽ gỡ khăn ra cho em. Sao? Em đồng ý không? Tại sao vậy? Cậu Hai Quân, tại sao cậu lại bắt cóc tôi? Cậu làm như vậy, cậu không sợ bị Sở Cẩm bắt sao hả? Em hiểu tính của tôi mà. Tôi không sợ bất cứ gì hết. Tôi chỉ sợ nhục thôi. Ai làm cho cậu nhục? Cậu đừng có nói là do tôi làm cho cậu nhục nha cậu Hai Quân. Em chỉ làm cho anh buồn thôi. Còn người mà làm cho anh nhục á, chính là lão già, cha của tôi. Cậu sợ nhục với cha của cậu thì mắc mớ gì tới tôi mà cậu bắt cóc tôi vậy? Một hành động ấu trĩ, vô lý. Không có gì là vô lý hết. Tôi biết là lão ta đang muốn chiếm đoạt em bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Vì đêm nay em sẽ là của anh. Cậu Hai Quân ơi, tay của em đau quá. Cậu giúp em nới lỏng ra chút xíu được không cậu Hai Quân? Em nói sao? Anh nới dây rồi để cho em trốn à? Không có, nới ra chút xíu thôi, em đau tay quá. Bây giờ đêm hôm rồi, em đâu có chạy đi đâu được đâu. Cậu nới ra giùm đi mà. Đau quá. Hình như cậu rất hận cha cậu phải không? Cái lão già chết tiệt đó, nếu như anh chưa lấy mạng được của lão ta, anh sẽ không cam lòng. Thật ra em cũng không có ưa gì ông ta đâu, chỉ là vì bị ông ta uy hiếp cho nên em mới quy phục. Nếu vậy thì chúng ta có chung một kẻ thù rồi. Nhưng tại sao mấy lâu nay em đối xử với anh tệ bạc như vậy? Tại sao? Hay là em đang có tính toán gì? Em đâu có tính toán gì đâu cậu. Thì cậu suy nghĩ lại đi.
Nếu em không làm như vậy với cậu, ông bá hộ, ông bá hộ đâu có để cho em yên đâu. Tính tình của cha cậu, cậu hiểu rõ nhất mà. Người có sĩ diện, có địa vị trong xã hội, còn phải biết giữ sĩ diện cho mình chứ. Sĩ diện của anh, sĩ diện của anh đã mất từ đêm qua rồi. Anh phải chiếm hữu được em, anh phải là kẻ chiến thắng. Anh không thể nào thua lão già cha của anh được. Rồi trái tim sao cũng được mà. Anh phải là kẻ chiến thắng, anh không thể nào thua lão già ba anh được. Không được, cậu không được làm như vậy. Cậu làm như vậy, cậu chỉ được thể xác của tôi, còn trái tim của tôi mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu. Buông tôi ra, buông tôi với. Thì thể xác trước, trái tim sao cũng được mà. Tới lão già Tuất đó mà quên mất kẻ thất bại khác là mày. Mày tới đây làm gì? Muốn chứng kiến cảnh tao với Quan Nhị Hà người của nhau đúng không? Tính ra là chúng ta cũng có duyên với nhau quá. Tính ra kiếp trước mày với nó đã thiếu nợ tao, bây giờ đến lúc hai đứa mày phải trả nợ cho tao rồi. Thằng điên, mày bị quan tưởng hay hơn. Việc làm của mày sợ cảm sẽ không tha thứ đâu. Đừng nói chuyện ngoài lề nữa.
Tao đang nói chuyện nợ nần với mày. Anh điên rồi. Tôi không có nợ nần với anh hết. Anh điên rồi. Cô nợ tình cảm của tôi. Cô phải báo đáp bằng tấm thân của mình. Còn mày, mày nợ tao một mạng sống. Đêm nay tao sẽ lấy lại nó. Như vậy là sòng phẳng và công bằng, đúng không? Đúng là quá ngông cuồng. Trong mắt của anh không có luân thường đạo lý gì hết vậy. Em không cần phải nói lý lẽ với hắn đâu. Tao nghĩ trước khi mày chết, mày phải biết cô ta lừa dối mày như thế nào. Mày nói cái gì? Cô nên kể sự thật cho nó nghe đi, để trước khi nó chết nó còn được nhắm mắt. Dạ. Hắn nói vậy là sao hả em? Thôi được, cô không dám nói thì để thằng Hai Quân này nói giùm cho. Mày nghe cho rõ đây. Người mà mày nhất mực yêu thương từ trước tới giờ đã lừa dối mày và gần gũi với lão Bá Hộ là thằng cha của tao đó. Mày thấy sao? Sao? Mày nghe xong chuyện này mày có cảm giác gì? Hả? Có đúng vậy không? Không. Không có chuyện đó. Hắn đang nói dối. Hắn đang nói dối. Cô bán thân để lấy 1.000 đồng để trả nợ cho mẹ của mình. Và lão già khốn nạn đó chính là người đã mua thân xác của cô. Mày không tin thì thử hỏi cô ta đi. Đồ dối trá. Anh câm mày lại đi. Anh không có quyền nói lung tung như vậy. Đó là sự thật mà. Gì hả? Vậy là sao? Tất cả là sự thật sao gì hả? Không phải. Không phải. Không phải mà. Anh tin em đi. Em chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Anh đừng tin những gì hắn ta nói. Mỗi đêm cô ta và ông già của tao ở chung với nhau một phòng. Vậy mày nghĩ coi, cổ bán nghệ hay là bán thân? Không. Không phải. Không phải như vậy. Anh không được tin hắn. Em không có. Em không có bán thân cho ông ta. Anh tin em đi anh Tuấn. Tao với mày chỉ là trò chơi trong mắt của ta thôi. Cô hay lắm đó Quan Nhị Hà. Đúng nè. Tôi sẽ liều mạng với anh. Cô làm gì đó vậy hả? Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô nha. Cô định làm gì? Anh giết tôi đi. Anh muốn giết tôi chết lắm mà. Giết tôi đi. Cô đứng lại. Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô nha. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Anh chờ gì nữa? Giết tôi chết đi. Giết dạ. đi. Giết dạ. đi. Tại sao cô ta lừa dối mày? Mày vẫn cứu cô ta. Mày là thằng ngu. Tao không bao giờ tin lời một thằng chó như mày đâu. Thằng ngu, mày chết đi. Hắn đúng là điên thiệt, nhưng những lời nói của hắn không có vẻ gì là điên hết. Anh nói vậy nghĩa là gì vậy? Những điều hắn ta nói có đúng là sự thật không? Tất cả những gì em nói là sự thật. Những lời của hắn là do hắn suy diễn mà ra hết mà. Hắn dựa vào đâu mà suy diễn? Không có lửa làm sao có khói. Anh Tuấn, anh không tin em sao anh Tuấn? Em chưa bao giờ giấu anh chuyện gì hết á. Lời nói của em đang mâu thuẫn với chính em. Xe kéo. Dạ. Anh
về đi. Anh không cần phải lo cho tôi. Dạ. Yeah. Dừng lại. Dừng lại đi. Dạ dạ. Người anh. Mở cửa ngồi. Cô là ai? Cô cần gì? Dạ thưa ông, tôi là Quan Nhị Hà. Tôi là con gái của cái người mà mấy ông vừa mới bắt đó. À, thì ra là cô Quan Nhị Hà đây à. Nhưng mà tôi thấy trông cô rất bình thường. Vậy mà vừa rồi á, má cô khai cô á, là cô bị bắt cóc chứ? Phải, tôi vừa mới bị người ta bắt cóc. Thưa ông, chính là do ông Nguyễn Huân, con trai của ông Bá Hộ Tuất đã bắt cóc tôi đó. Cô nói cậu Hai Huân, con của ông Bá Hộ Tuất bắt cóc cô à? Xin lỗi, nhưng mà thật sự tôi thấy vẫn không tin được chút nào cả. Ông tin tôi đi. Hắn ta khống chế hai đứa em của tôi, sau đó hắn bắt cóc tôi, và đã có người cứu tôi. Tôi xin thề với ông, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật hết đó. Chúng tôi điều tra chỉ dùng chứng cứ, chứ không bao giờ dùng lời thề cô à. Thôi được rồi, sự thật sẽ được chứng minh, và tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này sau. Đêm qua mình vào nhà Nhị Hà, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó mình cũng vội vàng xử lý, cho nên không kịp để ý. Có lẽ mình nên tới nhà cổ coi sao. Vả lại lời của gã Hai Quân đêm qua nghe có vẻ rất thật, nhưng Nhị Hà lại cả quyết là không có. Mình không nghĩ Nhị Hà lại là một con người như vậy. Chắc chắn mình phải tin Nhị Hà hơn là một gã điên rồi. Mình phải qua bển coi cô ấy ra sao mới được. Má, con có chuyện phải ra ngoài một chút. Má ăn xong cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Ừ. Đừng có nấu cơm nha. Chút con về con nấu cho. Ừ. Chào cậu. Ông tới đây làm gì nữa? Tôi đến để nghe quyết định của cậu và thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa gì? Tôi đã từng nói tôi sẽ không hăm dọa bất cứ ai hết. Sao? Cậu đã có quyết định của mình chưa? Quyết định của tôi, tôi đã nói với ông hôm qua rồi. Ông còn muốn gì nữa? Vậy là cậu cương quyết không chịu lấy con gái của tôi. Đúng như vậy. Hôm qua trước khi về tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không đồng ý làm theo lời của tôi, cuộc đời của cậu sẽ sống trong địa ngục. Cậu nhớ chứ? Tôi chẳng nhớ. Thôi được, vậy đây là lần cuối cùng của cậu. Cậu có chịu cưới con gái của tôi không? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó. Vậy tôi cũng sẽ trả lời một lần cuối cùng cho ông rõ. Tôi sẽ không bao giờ cưới con gái của ông để làm vợ đâu. Nhảy lên. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Các người làm gì con gái tôi vậy? Chúng tôi tới bắt anh Mai Văn Tuấn. Anh mang tội cưỡng bức con gái ông Bá Hộ. Bỏ đi theo chúng tôi. Không phải tôi làm vậy. Tôi không có làm vậy. Dẫn đi. Không, đừng bắt con tôi. Thả tôi ra. Ông Bá Hộ. Thả ra. Ông thả con tôi ra. Con ơi.
Cảm ơn ông đã giúp đỡ cho tôi. Có gì đâu anh, mọi chuyện coi như đã xong rồi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi về sở để làm việc. Tôi để lại một số nhân viên, có gì cần anh cứ sử dụng. Được rồi, ông cứ về đi. Mọi việc ở đây để tôi lo liệu được mà. À, mà quên nữa, tôi báo anh hay một tin này. Đêm qua có một vụ án mạng xảy ra. Tôi nghe nói người trong cuộc có khai ra tên con trai của anh là cháu Huân đó. Vậy sao? Dạ đúng vậy đó anh. Thôi chào anh, tôi đi nha. Thằng khốn đó lại gây ra chuyện gì nữa đây? Mong là mày sẽ không thoát được những rắc rối do mày gây ra. Rắc rối càng lớn thì càng tốt cho tao. Dạ chào ông. Dạ chào ông. Cậu đọc đi. Nếu cậu đồng ý thì ký vào đó để xác tín với tôi. Tôi rất yêu quý cậu, cả con gái tôi cũng vậy, nên cậu mới được tôi đối đãi tốt như vậy đó. Có được quyền lựa chọn. Chứ bình thường khi làm việc với tôi đó, không có bất cứ kẻ nào có quyền lựa chọn đâu. Tôi sẽ không bao giờ ký vào đây. Không bao giờ. Và không bao giờ cưới con gái của ông đâu. Trong này chỉ toàn là dối trá, những điều không đúng sự thật. Sự thật à? Cậu ăn học thì nhiều, nhưng mà kinh nghiệm sống thì còn ít lắm. Sự thật chỉ phục vụ cho những người có quyền lực và có tiền bạc. Nó không bao giờ là thứ để dành cho những người như cậu đâu. Tôi sẽ làm đơn kháng cáo. Tôi không tin là pháp luật này không còn công lý. Công lý? Cả nó cũng vậy. Giờ nó là của tôi. Cậu hiểu chưa? Cứ vô đi. Có như là tôi năn nỉ cậu rồi. Tôi sẽ không khuất phục ông đâu ông Bá Hồng. Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ ký. Giờ tôi sẽ cho cậu một lời khuyên chân thành nhất. Cậu Tuấn nè, cậu đừng cố dùng vậy nữa. Hãy ký vào tờ đơn này và chấp nhận làm con rể của tôi. Cậu đừng để tình cảm của tôi dành cho cậu biến thành sự thù hận. Bởi lúc đó, cậu muốn sống cũng không được, mà chết cũng không yên đâu. Tôi khinh. Dạ, dạ. Bác thấy sao rồi? Doctor, bác khá tỉnh rồi nè. Tương ơi, con đau rồi. Bác à, bác còn yếu lắm. Bác nằm nghỉ đi, để doctor khám cho bác nha. Cô tránh ra, để tôi khám. Dạ. Cũng may là cô báo tôi sớm, nếu không tình trạng rất nghiêm trọng. Lần này á, bác gái thật là may mắn. Con ơi, Kiều Như. Dạ. Con có tin tức gì của thằng Tuấn chưa con? Bác yên tâm đi, anh Hoàng đã lên sở cẩm rồi. Con ơi, làm sao con biết thằng Tuấn nó gặp chuyện mà con tới đây vậy? Tại mấy bữa nay con bận thi, cho nên là con không tới chơi được. Con thi xong liền tới đây thì con thấy mọi người đang bu xung quanh, bác thì nằm bất tỉnh ngoài sân đó. Con đã kêu doctor rồi báo tên cho anh Đình Hoàng rồi.
Bác cảm ơn con nhiều lắm. Không biết thằng Tuấn nó có bị làm sao không? Bác sợ nó bị tù tội con ơi. Anh Hoàng đã sở cảm hỏi thăm rồi bác. Chúng ta chưa có thông tin gì, nhưng mà chắc là không sao đâu. Bác à, bác đừng có lo lắng quá nha. Cô theo tôi ra ngoài một chút. Dạ. Con phải ra ngoài một chút. Bác nằm nghỉ đi nha. Thuốc đây. Lúc nãy tôi đã chích cho bác gái một mũi thuốc trợ tim, nên tình trạng bây giờ tạm ổn định. Khi bác mệt á thì cô cho uống thuốc này. Nhớ là phải cẩn thận, không được lạm dụng vì sẽ rất nguy hiểm. Vậy phải điều trị cho bác gái sao hả doctor? Không lẽ cô uống thứ thuốc nguy hiểm này hay sao? Thuốc này á chỉ để cầm cự kéo dài một thời gian. Tình trạng của bác gái bây giờ phải mổ. Phải mổ hả? Nguy hiểm vậy sao doctor? Đúng vậy. Ngoài cách phải mổ ra, tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn đâu. Bây giờ tôi có việc gấp, tôi phải đi. Dạ. Cô nhớ là phải cẩn thận với loại thuốc này. Dạ, cảm ơn doctor. Cho tôi gửi tiền. Cảm ơn doctor rất là nhiều. Chào cô. Kiếm mọi cách để cứu má ra. Tôi yêu cầu anh ngồi lại cho nghiêm túc, Nguyễn Huân. Mày có gì thì nói lẹ đi. Tao không có thời gian để ngồi đây nghe mày nói cả ngày đâu. Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải tối hôm qua anh đã bắt cóc cô Quang Dị Hà đúng không? Anh hãy thành thật trả lời cho tôi biết. Mày điếc hả? Tao đã nói là tao không biết cô ta. Mày có còn câu hỏi nào khác không? Sao có câu mày cứ nhai đi nhai lại vậy? Nè, anh nói năng cho đàng hoàng nha. Có muốn bị ăn đòn rồi mới chịu khai không? Mày dám đụng đến một cọng lông trên người của tao á thì số của mày cũng tiêu à. Anh nói gì đó hả? Anh nói sao đó lại coi. Buông ra, buông tôi ra. Anh ơi, mình tỉnh lên rồi. Tôi phải cho thằng này một trận mới được. Chắc đó là con ông trời quá. Kìa, mày nói đúng rồi đó. Tao là ông nội của mày nè. Mày nói gì hả? Muốn đánh tao hả? Mày đánh đi. Buông tôi ra. Mình tỉnh lên rồi. Buông tôi ra. Huân, có chuyện gì vậy con? Má, má nhìn đi, nó đòi đánh con kìa. Cái gì? Mày dám đánh con trai tao hả, thằng mặt hạng kia? Mày muốn chết phải không? Mày vừa nói gì đó hả? Tao nói mày. Vậy chị Hai Liễu, ở đây có chuyện gì mà làm cho chị tức giận vậy? Anh coi đó, cái thằng mất dạy này nó dám đòi đánh con trai tôi. Anh dạy dỗ lính của anh kiểu gì vậy hả? Nè, tao cảnh cáo mày nha. Mày mà dám đụng tới con trai của tao, tao cào nát cả dòng họ nhà mày nghe chứ mày. Cái đồ cố rách áo ôm. Tại cậu nhân viên này là nhân viên mới, nên không biết chị là ai hết, cho nên mới hành xử như vậy đó. Tôi giám đốc, anh ta không chịu hợp tác mà còn thoái mạ tôi kìa. Công miệng lại ngay. Anh cậu có biết đây là ai hay không mà dám hành xử như vậy hả? Cậu muốn bị đuổi việc sao? Dạ xin lỗi chị, mời chị và cháu vào phòng tôi uống nước rồi từ từ mình nói chuyện nghe. Đi con. Pha cho tôi bình trà nhanh lên. Dạ. Mày coi chừng tao đó. Đừng bao giờ để tao gặp mặt mày ngoài đường nghe. Sau giờ làm việc cậu vào phòng tôi nghe chưa? Dạ tôi biết rồi. Dạ.
Dạ mời chị. Dạ cảm mời ơn cháu. Chú có chuyện gì mà thằng Huân nhà tôi bị mời lên đây vậy chú? Dạ đêm qua có người báo án nói là cháu Huân bắt cóc người, buộc chúng tôi phải mời cháu Huân lên đây để làm việc. Ai mà dám cả gan vu oan giá họa cho con trai của tôi vậy? Chú có biết danh tính của lũ đó không? Chị có biết mẹ con của cô Quan Dĩ Hà không? Chuyện này là sao hả con? Nói cho má nghe coi. Má ơi, người ta có miệng mà, người ta muốn nói gì thì nói, con không có làm. Nếu người ta nói có bằng chứng thì cứ kêu người ta đưa ra đi. Cô gái đó nói là cậu Lê Văn Tuấn và hai cô em gái sẽ làm chứng chuyện này đó. Con nè, con có làm chuyện đó không? Con phải nói rõ ra đi, để chú còn giúp cho con. Chị cứ yên tâm đi, hai đứa bé đó tuổi còn rất nhỏ, không đủ tư cách để làm chứng. Còn cậu Lê Văn Tuấn thì tất nhiên là không thể nào làm chứng được rồi. Ủa sao vậy chú? Em nghe nhân viên ở cấp dưới báo lại, mà hình như là cậu ta đã đi xa lắm rồi. Ông nhớ, tất cả những việc làm này đều phải bí mật để cả vợ của tôi. Dạ, ngay cả chuyện nhà cũng phải giữ bí mật sao anh? Tôi có vài vấn đề tế nhị riêng tư không muốn bà ta biết, kéo bà ta làm rùng beng ồn ào không cần thiết. Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Cô Quan Dĩ Hà, mời cô ra ngoài để chúng tôi lấy lời khai. Má, con hứa với má, con nhất định sẽ kiếm cách, con sẽ cứu má. Hà ơi, con nhớ đưa má ra sớm sớm, má không thích ở trong này đâu con ơi, đưa má về nhà đi. Con hứa. Xin mời cô. Hà ơi, Hà, nhớ nha con. Chào giám đốc. Ừ. Chú à, tôi xin phép về trước. Dạ, chị và cháu cứ thông thả về. Nếu có tin tức gì thì tôi sẽ cho người xuống báo cho gia đình biết. Cảm ơn chú. Dạ. Về con. Dạ. Xong việc rồi, cậu vào phòng gặp tôi nghe. Dạ. Thôi, làm gì mà phải khổ sở vậy cậu Tuấn? Cậu ký vào tờ đơn này là xong, chứ có khó khăn gì đâu. Đây không phải là trách nhiệm của tôi, có chết tôi cũng không bao giờ nhận. Cậu rất cứng cỏi, rất đàn ông. Tôi quả thật cũng rất khâm phục cậu. Nhưng mà cậu nghĩ đi, cậu sẽ trụ được đến bao lâu đây? Đến khi nào tôi tắt thở. Cậu đúng thật là... Cậu cho tôi hỏi, con gái của tôi nó có xấu xí lắm không? Không. Phụ nữ chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi. Với lại nhà tôi tiền bạc rất nhiều, cưới nó tương lai của cậu sẽ rất rộng mở. Sao cậu lại chọn cách này? Ông quên rồi sao? Đây là ông chọn cho tôi, chứ không phải là tôi tự ý lựa chọn. Vậy cậu nói thử xem, còn điều gì mà cậu không hài lòng với con Bích Ngọc? Không biết ông đã từng nghe một câu tục ngữ mà người xưa thường nói chứ? Mùa heo phải chọn nai, lấy gái phải chọn vợ. Cậu nói rõ ra xem. Cô Bích Ngọc, thứ gì cũng được, nhưng là con gái của ông và bà Hai Liễu, người nhà của ông, có trải vàng,
từ trong nhà ra ngoài cổng mời tôi vô thì tôi cũng không dám vô đâu. Tôi xin lỗi ông. Để tao xem mày ly lắm tới khi nào nữa. Huân, con nói thiệt cho má biết đi, có đúng là con bắt cóc con Quan Nhị Hà đó không? Má lại giống cái lũ mã tà lúc nãy rồi đó. Con nghe câu này á, mắc mệt quá rồi. Chỉ là một con nhỏ ca sĩ thôi mà, làm cái gì mà phải mang rắc rối vào thân vậy? Bộ xung quanh đây hết con gái rồi hả? Vậy thì má hãy về nhà đặt y chang câu hỏi vậy cho lão già đó đi. Nè, con nói vậy là sao? Má hãy nói với ông ta, con sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc đâu. Bộ con với ba con lại có chuyện gì nữa hay sao? Cái gì mà nói ra giống như là giành gái vậy con? Má bắt đầu hiểu ra một chút rồi đó. Má cứ về đi và hỏi ông ta đang làm những gì. Một lão già gần đất xa trời còn ham hố như một đứa con nít mà không biết nhục. Má hay nhắn lời của con như vậy với ông. Con đi đây. Nè Huân. Ông, bộ ông không lấy lời khai của tôi nữa hay sao vậy? Tôi có lệnh của cấp trên, tạm thời quản chỗ điều tra này lại. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Cấp trên á, bảo vụ án của cô không có nhân chứng vật chứng nên chúng tôi không thể tiếp tục điều tra. Khi nào chúng tôi có nhân chứng vật chứng rồi chúng tôi sẽ điều tra lại. Vậy còn má của tôi? Má của tôi thì sao chứ? Má của cô thì lại là chuyện khác. Bà ta rõ ràng ở đây là giết người nên bây giờ phải tiếp tục điều tra và sau đó mới ra được bản án. Còn có hai em của tôi và có anh Lê Văn Tuấn nữa. Tại sao mấy người lại nói không đủ nhân chứng là làm sao? Cô không biết chuyện gì rồi. Hai em gái của cô thì còn quá nhỏ, chưa đủ pháp nhân để làm nhân chứng trong chuyện này. Nhưng còn có anh Lê Văn Tuấn nữa mà. Hình như tôi nghe nói là anh ta không còn ở địa phương nữa nên không thể gọi làm nhân chứng được. Ông nói cái gì vậy? Mới sáng sớm hôm nay Sở Cẩm đã cho người xuống nhà và bắt anh Tuấn đi mà. Nhưng mà Sở Cẩm có rất nhiều bộ phận. Cô đang nói bộ phận nào á? Chứ bên tôi á không biết chuyện gì hết. Chúng tôi chỉ biết là anh ta không có ở nhà, vậy thôi. Tại sao mấy người có thể làm việc quan liêu như vậy được chứ? Xin lỗi cô, nhưng mà đây là lệnh của cấp trên. Chúng tôi á chỉ là người thừa hành cái nhiệm vụ này. Bây giờ mời cô về nhà nghỉ ngơi. Khi nào có chuyện gì cần, tôi sẽ gọi cô lên. Xin phép ông. Chào cô. Khi nào có tin tức mới, tôi sẽ báo cho cô biết. Sao ông ta lại nói như vậy? Tại sao cùng một Sở mà lại không biết chuyện anh Tuấn bị bắt? Có khi nào bọn họ đã bị bà Hải Liễu và ông Bá Hộ can thiệp vào? Dạ, con chào bà. Ông đâu? Một chuyện liên quan tới thằng Huân. Chuyện gì mà mặt bà căng thẳng quá vậy? Nè, ông trả lời cho tôi biết đi, ông với Quan Nhị Hà có quan hệ gì? Chuyện này tôi đã nói với bà nhiều lần rồi còn gì.
Tôi chỉ đến nhà hàng nghe cô ta hát thôi. Nghe hát thôi hả? Đêm qua thằng Huân nó gây sự, vừa rồi nó còn nói với tôi một câu mà tôi tin chắc là ông với nó đang có mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Ông với nó đang tranh giành Quan Nhị Hà đúng không? Mà nó nhảm cái gì vậy? Tôi là cha nó mà, không lẽ tôi đi giành gái với nó à? Đúng là đồ điên khùng, nhưng mà bà cũng tính được. Nè, ông có biết là đêm qua nó làm gì không? Mặc dù là nó không khai, nhưng tôi đã biết nó bắt cóc cô gái đó. Nó còn nói với tôi nó không muốn thua ông. Ông giải thích chuyện này ra làm sao? Nó bắt cóc người ta là phạm tội, nó muốn tránh tội rồi đổ lỗi cho tôi thôi. Đồ bất dạy, gây quả ngoài đường rồi mang về nhà. Ông mắc cười quá à. Tại sao nó không đổ lỗi cho ai khác mà nó lại đổ lỗi cho ông? Nó thù tôi, bà có hiểu không? Từ trước tới giờ nó luôn xem tôi là kẻ thù. Tôi phải lo giải quyết chuyện rắc rối của con Bích Ngọc. Thời gian đâu mà tôi lo quan tâm tới ba cái chuyện vớ vẩn của nó chứ. Hai đứa con của bà chỉ gây ra những chuyện rắc rối, không có làm nên tích sự gì hết. Nè, thì ông nhỏ tiếng thôi, làm gì mà lớn tiếng với tôi dữ vậy? Lỡ người ăn kẻ ở nó nghe làm sao? Thôi, tôi hỏi vậy thôi, ông làm gì mà dữ vậy? Bà mà còn lãi nhảy mấy chuyện như vậy thì cái chuyện của con Bích Ngọc tôi không giải quyết nữa đâu. Tôi không quan tâm nữa. Thôi mà, ông bình tĩnh đi. Tôi hứa là tôi không nhắc tới chuyện này nữa, được chưa? À mà nè, cái chuyện con Bích Ngọc á, hai hôm nay ông lo đến đâu rồi? Thằng Tuấn nó vẫn chưa đồng ý cưới con Bích Ngọc. Chuyện này làm tôi đau đầu quá. Cái thằng coi vậy mà nó cứng đầu dễ sợ. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ không có cách nào sao? Nhưng mà ông phải tranh thủ giúp con gái mình đi, chứ cái bụng nó càng ngày càng lớn rồi, không có chờ được lâu đâu đó. Không khéo á nha, là xấu mặt với hàng xóm láng giềng đó. Ừ, tôi biết rồi, tôi cũng đã cố gắng đi. Nhưng mà đừng có đem những chuyện thị phi nhiễu như ở ngoài đường á, đừng mang về nhà nữa, tôi đau đầu lắm. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi ông mà. Thằng Quân này càng ngày càng manh động, mình phải nhanh ra tay để kết thúc tất cả mọi việc. Gì của anh Tuấn chứ anh Quang? Chuyện này kỳ lạ lắm Kiều Như, làm sao có thể có chuyện này được? Chuyện gì vậy anh? Cả Sở Cẩm, không ai biết được cái việc Tuấn đã bị bắt. Anh hỏi từ giám đốc cho tới mã tà, nhưng không ai hay biết gì tới vụ này hết. Sao lại vô lý như vậy được? Rõ ràng á là Sở Cẩm á đã bắt thằng Tuấn vì ghét cho cái tội cưỡng bức con bảo hộ. Vậy á mà giờ anh hỏi họ thì họ lại nói loanh quanh, và họ nói là họ không biết chuyện này. Hay là có người giả mạo rồi bắt anh Tuấn đi không? Không thể nào như vậy được. Con chào chỗ bác đó, bác chính mắt bác trông thấy ông bá hộ dắt đám mạ tà tới đây bắt thằng Tuấn đi mà. Chuyện này đúng là khó hiểu mà. Con chào bác. Chào anh Hoàng. Chào em. Chào Kiều Như. Sao rồi, mọi người đã có tin tức gì của anh Tuấn chưa vậy? Nhị Hà nè, hồi nãy anh có đi hỏi, nhưng mà cả Sở Cẩm không ai biết tin tức về việc Tuấn đã bị bắt. Hiện giờ anh, bác gái với Kiều Như cũng đang lo lắng dữ lắm. Em cũng có hỏi tên thám viên làm việc với em về việc của anh Tuấn, nhưng mà ông ta nói là bên Sở Cẩm có nhiều bộ phận lắm, ông ta không có biết gì về việc này. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Những người này làm ăn tắc trách thiệt á. Nhưng mà quan sát thái độ của ông ta, em thấy nhiều điểm nghi ngờ lắm. Em cảm nhận là ông ta đang cố giấu điều gì đó. Không lẽ
Đúng như Kiều Như vừa mới nói, có người mạo danh Sở Cẩm tới đây bắt thằng Tuấn đi. Nếu thật sự như vậy thì họ có ý đồ gì đây? Còn ba Hổ Tuất nữa. Bác ơi, bác, 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 bác ơi, bác có sao không vậy bác? Bác ơi. Kiều Như à, con ra ngoài gọi Nhị Hà vào đây cho bác nói chuyện một chút đi. Dạ bác. Dạ thưa bác. Dạ bác gọi con. Nhị Hà, con ngồi đây đi. Dạ. Nhị Hà, con có nhớ lần trước bác đã nói với con về hạnh phúc của thằng Tuấn không? Dạ, con nhớ chứ. Vậy con cho bác hỏi vài câu nha. Bác rất mong là con sẽ trả lời câu hỏi của bác. Dạ được. Có chuyện gì ạ? Bác cứ nói đi bác. Nhị Hà, con có yêu thằng Tuấn nhà bác hay không? Bác mong con sẽ trả lời thành thật. Thành thật bằng trí óc và con tim của con. Có đúng là con rất yêu thằng Tuấn, phải không? Dạ. Vậy nếu phải buông bỏ những thứ mà con yêu mến gì đó, con có dám hay không? Bác, bác hỏi vậy là sao? Con không hiểu lắm bác à. Ví dụ như con sẽ bỏ đi tất cả những mối quan hệ, những bạn bè, bỏ công việc của con đang làm ở nơi này để đi cùng thằng Tuấn. Con có muốn gì dám làm chuyện này hay không con? Dạ con. Con cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Bác biết thằng Tuấn nhà bác nó rất yêu con, và nó chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên con thôi. Là mẹ, nhưng bác lại phải xen vào chuyện riêng tư của con và nó. Bác thấy không phải chút nào. Không sao mà bác. Anh Tuấn có được một người mẹ quan tâm cho anh như vậy là anh rất có phước. Con rất mừng cho anh ấy. Vậy thì con hãy trả lời câu hỏi của bác đi. Con có dám rời khỏi nơi đây đến một nơi xa lạ và xây dựng hạnh phúc với thằng Tuấn hay không? Con sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh Tuấn. Con rời khỏi bạn bè, rời khỏi công việc, thậm chí còn hy sinh cả tính mạng của con để anh ấy được hạnh phúc. Vì con cũng yêu anh. Nhưng bác ơi, còn số phận nữa. Không biết là số phận có tác hợp cho con với anh không nữa bác à. Bác chỉ cần biết như vậy thôi là đủ rồi. Cảm ơn con. Bác cảm ơn con nhiều lắm Nhị Hà. Con cũng rất mong được như vậy. Con rất mong, nhưng có lẽ là không được. Con xin lỗi bác. Vậy thì con hãy trả lời câu hỏi của bác đi. Con có dám rời khỏi nơi đây đến một nơi xa lạ và xây dựng hạnh phúc với thằng Tuấn hay không? Con sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh Tuấn. Con rời khỏi bạn bè, rời khỏi công việc, thậm chí con hy sinh cả tính mạng của con để anh ấy được hạnh phúc.
vì con cũng yêu ảnh. Nhưng bác ơi, còn số phận nữa, không biết là số phận có tác hợp cho con với ảnh không nữa bác à. Bác chỉ cần biết như vậy thôi là đủ rồi. Cảm ơn con, bác cảm ơn con nhiều lắm nhị hạ. Con cũng rất mong được như vậy, con rất mong, nhưng có lẽ là không được. Con xin lỗi bác. Kiều Như, bác gái nói chuyện gì với chị vậy? Cũng không có gì đâu Kiều Như. Anh Hoàng đâu rồi Như? Anh Hoàng lên quận hỏi thăm tin tức của anh Tuấn rồi. Sao lại đi lên quận vậy? Anh nói là Sở Cẩm không biết vụ này, thì có lẽ là người trên quận làm. Kiều Như, chị có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy chị? Hôm nay chị xin thú thật với Kiều Như, chị rất yêu anh Tuấn. Chị yêu anh hơn tất cả những gì trong cuộc sống này. Và chị biết Kiều Như cũng rất yêu anh Tuấn. Có đúng như vậy không em? Chị hỏi chuyện này để làm gì? Kiều Như, hãy nói thật cho chị biết đi. Chị có chuyện muốn gửi gắm Kiều Như. Chị đã nói thẳng như vậy thì em cũng xin nói thật. Em rất là yêu anh Tuấn. Em sẽ làm tất cả mọi chuyện để anh ấy được hạnh phúc. Được như vậy chị yên tâm rồi. Nhưng mà chị muốn gửi gắm em điều gì? Chị yêu anh Tuấn, nhưng số phận giữa chị và anh ấy chắc là không thể nào đến được với nhau. Nếu như mai này mà không có chị, em có thể ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy được không? Hình như là chuyện này em nhớ là chị đã nói với em một lần rồi, nhưng sau đó có vẻ như là không đúng sự thật. Kiều Như, lần này là chị nói thật. Cái khổ của chị đã xuất hiện rồi. Lần trước đã làm em buồn, chị xin lỗi em. Em không có trách chị điều này. Có lẽ tại cái phước của em không có được tình cảm của anh Tuấn thì em phải chịu thôi. Em đừng nói như vậy. Chị thấy anh Tuấn cũng có tình cảm với em. Nếu như chị không còn ở bên cạnh anh, chị mong em hãy ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Hạnh phúc của người đàn ông là có được một người phụ nữ bên cạnh và chăm sóc cho họ. Em đã nói với chị là em dám làm tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của anh, thì chị xin em, xin em hãy giúp chị điều này. Trong cuộc đời những người đàn ông chúng ta có những thứ không thể thiếu. Thứ nhất, rượu. Thứ hai là trà. Thứ ba là phụ nữ. Anh nói rất đúng. Nhưng mà theo tôi á, thì cần phải sắp xếp lại một chút. Vậy ông muốn xếp thế nào? Này nha, thứ nhất thì phải là phụ nữ. Nhưng mà tôi nói thêm ở đây, phụ nữ không phải là vợ của mình nghe. Khang.
Kế đến thứ nhì và thứ ba là rượu và trà. Anh thấy tụi nó có đúng không? Vì rượu và trà không thể nào đứng trước mỹ nữ được. Tôi không ngờ ông lại ra dáng quân tử như vậy. Yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Hay quá, càng càng. Cái vụ thằng Quân con trai của tôi, ông làm tới đâu rồi? Anh cứ yên tâm đi, tôi đã xử lý im xuôi chuyện này rồi. Nhưng mà còn bà mẹ của cô Quan Dĩ Hà thì đang làm cho tôi khó xử một chút. Bà ta thì có liên quan gì tới chuyện này? Bà ta đã giết người, và giết người đi chung với kẻ bắt cóc. Giết người? Dạ, tôi đang tìm cách để giải quyết. Thật ra nếu xét vụ này thì bà ta quả thật là người có tội. Nhưng mà để êm xuôi ổn thỏa cho con trai anh, chắc tôi phải bỏ qua chuyện này cho bà ta. Không, không được bỏ qua cho bà ta. Sao vậy anh? Nếu không bỏ qua cho bà ta thì con trai anh làm sao thoát khỏi cái rắc rối này? Còn tôi thì không muốn xử lý như thế nào cũng được. Còn riêng bà ta thì không thể được. Chị hai, hai đứa ăn cơm đi. Không cho má hả chị hai? Má bị má ta bắt rồi. Chắc là bỏ tù má mình đúng không chị? Ăn cơm đi, không được nói bậy gì hết. Người ta giữ má vài ngày là người ta thả về à? Em nhớ má quá. Nè, mấy đứa phải ráng ăn giỏi, ăn thiệt ngoan thì má mới về nghe chưa? Em ăn giỏi mà ta thả má hả chị? Ừ. Mình ăn giỏi á, mau lớn á thì má ta sẽ thả má ra thôi. Nè, ráng ăn nhiều vô nghe chưa? Dạ. Ăn nhiều vô nghe chưa? Ngon ha. Dạ. Ngon quá. Chào cô. Chào anh. Bộ anh có tin tức gì của má tôi hả? Tôi đến đưa giấy báo Sở Cẩm cho cô. Đây là kết quả điều tra của mấy ngày nay. Sao lại có thể như vậy được? Sao má của tôi lại mang tội giết người? Đây là điều tra của bên Sở Cẩm. Má của cô chính là hung thủ giết người. Nhưng mà má tôi là tự vệ mà. Tự vệ nhưng cũng đã giết người. Má của cô mang tội ngộ sát. Anh ơi, nhưng mà với cái tội này, má của tôi có bị bỏ tù không vậy? Chắc chắn bà ấy sẽ bị ngồi tù. Vậy nếu ngồi tù thì ngồi tù bao lâu hả? Tôi nghĩ có lẽ sẽ là rất lâu. Với tuổi tác của má cô, có thể sẽ chết luôn trong tù. Chào cô, tôi về. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao cuộc đời lại nhiều bất công như vậy? Không thể nào. Má ơi, chuyện của con mà má phải mang quả sát thân rồi. Chị hai, má sao rồi chị hai? Sao rồi chị hai? Có lẽ ngoài cách này sẽ không còn cách nào khả dĩ có thể cứu được má mình. Tuấn ơi, em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Giữa hiếu và tình em chỉ có thể chọn một. Nếu còn kiếp sau, em xin hẹn gặp lại anh ở kiếp lai sinh.
em đẹp lắm. Hèn gì thằng Quân nó mê em thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng với thằng ngu đó em có thể thoát được, chứ riêng với tôi thì không bao giờ. Em sẽ không có được bất cứ cơ hội nào đâu. Vĩnh viễn không. Mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau, lòng luôn vương vấn mong chờ. Nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Thôi thì cứ vui cho qua ngày, buồn chi để tâm tư ném tu đầy. Thì thôi buồn ơi cứ đi, để riêng tôi với phút giây này, để rời đôi tay lại đan tay. Có nhau một ngày đắm mê say, mất nhau một đời thế gian ơi. Thương yêu ngày đầu biết nơi đâu mà nương náu, đến khi gặp lại biết đâu ai. Thương yêu dày sao thêm biết bao đời, đến khi cạn lời mới hay ta từng yêu. Mời em ngồi. Em nghỉ ngơi rồi uống với tôi một ly. Cạn. Hình như đêm nay em có tâm sự gì hả? Giọng hát của em sao nghe buồn quá. Bộ có chuyện gì buồn sao? Em có thể kể cho tôi nghe được không? Ông Bá Hộ, không biết là ông có biết đêm trước tôi đã xảy ra chuyện gì không? Là chuyện gì vậy em? Đêm hôm trước, thằng con trai cưng của ông là cậu Hai Huân đã bắt cóc tôi. Vậy sao? Nhưng mà tôi trông em vẫn rất bình thường, có vẻ như là không có mệnh hệ gì quan trọng. Có chứ, tôi thì không sao, nhưng còn má của tôi, má của tôi vì cứu tôi mà đã gây ra tội giết người. Vậy sao? Như vậy thì rất là nghiêm trọng rồi. Được rồi, tôi sẽ nói thẳng ra vấn đề mà tôi muốn nói với ông đêm nay. Chuyện gì em cứ nói, tôi đang lắng nghe đây. Ông Bá Hộ, tôi thừa biết tất cả những điều này là ông biết hết. Vậy tại sao chúng ta không thẳng thắn với nhau đi? Diễn kịch đấy mà làm gì? Tôi không muốn giọng gió. Giờ mới đúng là tính cách mạnh mẽ của em đây. Tôi muốn trao đổi với ông một chuyện. Em muốn trao đổi chuyện gì? Tôi muốn ông cứu má tôi khỏi tội giết người. Cứu má cô? Nhưng mà nếu làm vậy tôi sẽ được gì? Tôi thừa biết ông thuê tôi hát không phải là vì yêu thích giọng hát của tôi gì đâu, mà cái ông muốn là thân xác của tôi.
Em làm tôi hơi bất ngờ đó. Em nói tiếp đi. Điều mà tôi muốn trao đổi chính là sinh mạng của má tôi và tấm thân của tôi. Em muốn trao thân cho tôi. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm. Em không hối hận chứ? Không hối hận. Nhưng còn một yêu cầu nữa. Là gì? Ông thả anh Tuấn ra. Tôi biết chắc là ông biết anh Tuấn đang ở đâu. Tại sao em lại nghĩ là tôi biết cậu ta đang ở đâu chứ? Ông không cần phải làm bộ như vậy đâu Bá Hộ. Ông, chính ông, ông đã cho Mã Tà tới bắt anh ấy đi. Ông đừng có nói ông không biết hả? Ông mà không biết, trên đời này ai biết đây? Ông hãy quyết định nhanh đi. Tôi không chờ đợi ông được đâu. Đúng là em hiểu con người của tôi. Em biết được là tôi rất yêu quý em, cho nên em ép tôi. Đúng vậy. Tôi hiểu rõ con người của ông, nhưng tiếc là tôi không tránh được. Có lẽ đây là số phận của tôi. Tôi đành phải chấp nhận. Cô ấy có vẻ rất nghiêm túc trong việc trao đổi. Mình phải nắm ngay cơ hội này. Còn việc của con Bích Ngọc sẽ tính toán sau cũng không muộn. Dạ chào ông. Chào ông. Thả cậu ta ra. Dạ. Dạ. Ông muốn làm gì nữa? Tôi thả cậu ra. Không có lý do gì sao? Một con người độc ác nham hiểm như ông, tự nhiên sao lại tốt như vậy? Cậu đúng là rất may mắn, vì có một người đã hy sinh vì cậu. Tôi chúc mừng cho cậu đó. Có phải ông đang nói tới Nhị Hà? Chính là cô ấy. Nếu không có cô ấy thương lượng với tôi, có lẽ cậu không được yên ổn ra về như thế này đâu. Tôi không phải là người tốt bụng, cậu cũng dư sức biết mà. Cô ấy đã thương lượng gì với ông? Cậu muốn biết à? Tôi nghĩ là cậu nên tìm hiểu thì vẫn hay hơn. Nhưng chuyện này sẽ là chuyện buồn đối với cậu đó. Ê, lần này được xem như là cậu may mắn. Nhưng mà cậu phải nhớ, cậu chỉ có một quan Nhị Hà, không có một người con gái đầu khác chịu đổi mạng của mình đâu. Từ đây về sau, cậu nên trân trọng cái mạng của mình đi. Và nhớ, tránh xa cô ấy ra, vì cô ấy là một đốt hoa đã có chủ. Chào cậu. Đi.
anh đi về đi. Giờ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Vậy là ông bá hộ đó đúng. Tại sao em làm như vậy hả dì à? Tại sao em lại trở thành người của ông ấy? Tại sao em lại phản bội anh? Em không phản bội anh. Là số phận. Số phận buộc em phải làm như vậy. Em phải đành chấp nhận thôi. Lại là số phận nữa sao? Anh khinh bỉ cái số phận đáng ghét đó. Chúng ta yêu nhau, chúng ta phải vượt lên số phận để đến với nhau. Em làm như vậy có khác nào đang giết chết anh? Không, chúng ta không thể nào thắng được số phận này đâu. Không thể nào. Em trả lời anh đi nhỉ. Điều gì khiến em phải trao thân cho ông ta? Em trả lời anh đi gì hả? Có phải vì em muốn cứu anh không? Hay còn một lý do nào khác? Là má của em. Má của em đã mang tội giết người, anh có biết hay không? Nếu như em không cứu má em, má em sẽ bỏ mạng ở trong tù. Anh nói cho em biết đi, làm sao đây? Làm sao em thắng được số phận đây? Sao lại ra nông nỗi này? Ông trời ơi, sao ông lại bày ra cảnh đắng cay này đối với tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Chỉ có mình ông bá hộ tôi mới cứu được má em. Em không thể nào làm cách khác được anh ạ. Đúng là số phận đã an bài. An bài cho chúng ta xong thật rồi. Xin lỗi anh. Anh hãy quên em đi. Và hãy xem như là em đã chết. Nếu dễ dàng quên được thì tốt quá. Anh không thể nào quên được em. Dù có luân hồi chuyển kiếp, dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh cũng sẽ không bao giờ quên được em. Tuấn.
về thật rồi. Con làm má lo quá. Má mong con từng giây từng phút, con mà có mệnh hệ gì má chết mà không nhắm mắt được đâu. Ngồi đi con, ngồi xuống. Con ơi, sao nhìn con xa xa tự tuệ như vậy hả con? Con có sao không? Con không sao đâu má. Con làm cho má với bạn bè của con lo lắng mấy ngày hôm nay. Con về như vậy là ông trời con thương ba má lắm rồi. Mọi người chạy đôn chạy đáo tìm con khắp nơi mà không thấy. Con bị giam giữ ở đâu vậy con? Con cũng không biết. Họ bịt bắt con rồi dắt con đi, cho nên con cũng không biết đó là ở đâu. Nhưng mà sao, mà sao họ thả con về? Họ có bắt tội gì con không? Dạ không. Cũng là vì Hà đã hy sinh thân mình để cứu con, cho nên con mới được an toàn trở về. Con nợ cô ấy một mạng sống rồi má. Con nói như vậy là sao? Dì Hà đã hy sinh cái gì hả con? Cô ấy đã chấp nhận bản thân cho ông Bá Hộ để ông ấy bỏ qua cho con. Rồi sao đây? Cô ấy sẽ làm thế thiếp của ông ta. Con đã mất cô ấy thật rồi. Con khổ quá ba ơi. Xin lỗi con trai của má. Má phải theo ba con để con không phải vướng bận gì má. Con hãy cùng Nhị Hà cao chạy xa bay khỏi cái xứ sở khốn khổ này và tìm một nơi bình yên để xây dựng tổ ấm cho cuộc đời mình. Má xin lỗi, má không thể theo con được. Nhưng linh hồn của má sẽ luôn luôn dõi theo con và chúc phúc cho con như vậy hả? Má ra đi không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thấy cháu của má. Sau này con có con có cái, con hãy nói với tụi nó là bà nội rất thương tụi nó. Con hãy ở lại giữ gìn sức khỏe và yêu thương Nhị Hà. Má rất ân bụng thì con nó là con dâu của má. Chúc con trai của má ở lại hạnh phúc. Thương con rất nhiều. Vĩnh biệt con.
anh. Anh về hồi nào vậy? Họ thả anh ra sao? À, anh về hồi tối qua. Em không đi học hay sao mà tới đây sớm vậy? Anh bị làm sao vậy? Hả? Bộ anh không sao. Họ đánh đập hành hạ anh dữ lắm hả? Không có gì đâu em. Em vừa thi xong nên được nghỉ mấy hôm. Nhưng mà tại sao họ lại thả anh ra? Họ có ghép tội gì cho anh không? Không có đâu. Nè, em mang gì tới vậy? Em đem chút đồ ăn với lại trứng để cho bác bồi dưỡng. Để em mang vô bếp rồi em ra nói chuyện với anh sau nha. Anh về em thấy vui lắm. Mấy hôm nay em lo cho anh quá trời luôn á. Anh đem cháo cho má cái đã. Tại sao bà lại hành động dại dột như vậy? Tại sao bà lại bỏ con? Má ơi! Anh Tuấn! Chuyện gì vậy anh? Bác làm sao vậy anh? Bác ơi! Sao bác lại bỏ con với anh Tuấn đi vậy? Bác ơi! Anh Tuấn à! Anh đi kêu đóng tờ đi! Nhanh lên cùng kịp anh ơi! Nhanh lên mà! Còn kịp nữa đâu em! Má anh đã uống thuốc tự tử từ đêm hôm qua. Anh trông đợi má anh mà vô ý vô tứ quá. Bác ơi! Tất cả là tại anh. Anh thật đáng chết mà. Không! Bác ơi! Bác tỉnh dậy đi! Bác ơi! Bác tỉnh dậy đi bác ơi! Đừng bỏ con với anh Tuấn mà! Tôi cảm ơn ông bá hộ rất nhiều. Nếu không có ông giúp đỡ, chắc tôi chết gục ở trong tù rồi. Bà không cần phải cảm ơn tôi. Người mà bà cảm ơn là con gái của bà kìa. Dạ, nếu không có ông thì nó cũng đâu có làm gì được đâu. Tôi ngàn lần đội ơn ông. Không biết lấy cái gì để đền đáp ông đây. Mai này chúng ta là người nhà rồi. Bà không cần phải khách sáo đâu. Mẹ! Ông nói vậy là sao? Mẹ! Mẹ ơi! Con! Con nhớ mẹ! Con ơi! Bà mới thoát cảnh tù tội. Hãy vui vẻ và đoàn tụ với gia đình đi. Nhi Hà, giao kèo với tôi và cô. Chúng ta sẽ nói sau nghe. Kèo cái gì má không hiểu gì hết vậy? Dạ không có gì đâu má. Má mệt lắm rồi phải không? Má vô nhà nghỉ ngơi đi má. Vô con. Dạ. Thank you.
Ngon thiệt. Hôm nay vị giác của mình có vẻ tốt hơn thì phải. Ủa, có chuyện gì mà ông vui quá vậy? Mới sáng sớm mà uống rượu rồi à? Hôm nay tôi cảm thấy vui trong lòng, nên uống có một ly thôi. Ủa, chẳng lẽ có tin vui của cậu Tuấn hả ông? Chưa. Vậy chứ ông vui là vui cái gì? Bà không biết đâu, thằng đó nó cứng đầu lắm. Mấy hôm nay á, tôi phải dùng những cái biện pháp mạnh, vậy mà nó vẫn chưa khuất phục tôi đấy chứ. Biện pháp mạnh là sao? Ý ông nói là cho người đánh cậu ta đó hả? Thằng đó nó làm tôi máu dồn lên não rồi. Nếu không phải vì con Bích Ngọc thì tôi đã giết nó lâu rồi. Nếu như vậy thì ông thay đổi cách thức đi. Con người có người người ta ưa mạnh, có người thì người ta ưa nhỏ nhẹ. Nè, Hồng ấy, ông cho tôi gặp cậu ta đi, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu coi sao. Bà đừng có lo lắng, cứ để tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ta thử coi sao. Ông là đàn ông thì làm sao nhỏ nhẹ như phụ nữ được chứ. Ông phải để chuyện này cho tôi ha. Sao? Tại tôi thả cậu ta rồi. Hả? Cái gì? Thả cậu ta hả? Tại sao ông lại thả cậu ta? Trời đất, ông thả vậy rồi nó trốn mất rồi sao? Mà làm cái gì vậy? Trốn là trốn sao? Cậu ta còn nhà cửa, còn mẹ già, làm sao mà trốn được? Đâu dễ. Không được, ông phải bắt cậu ta lại liền. Lỡ như mà có xảy ra chuyện gì, coi như kế hoạch của tôi và ông công cấp hết, hư hết, biết không? Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Thì ra là cậu Tuấn đã bị gài bẫy. Hai người đúng là một nồi một dung, không khác gì nhau mà. Đúng là đúng sao? Cậu ta còn nhà cửa, còn mẹ già, làm sao mà trốn được? Đâu dễ. Không được, ông phải bắt cậu ta lại liền. Lỡ như mà có xảy ra chuyện gì, coi như kế hoạch của tôi và ông công cấp hết, hư hết, biết không? Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Thì ra là cậu Tuấn đã bị gài bẫy. Hai người đúng là một nồi một dung, không khác gì nhau mà. Dạ thưa ông, thưa bà. Ai cho mày vô đây? Dạ con có chuyện muốn báo. Chuyện gì? Dạ con thấy bà Tư á, đứng ở bên ngoài á, rình ông bà nói chuyện. Hả? Mày nói có đúng không? Không đúng là mày chết với tao đó. Dạ con thề á, con thấy tận mắt mà. Con mụ Tư này, nó gan lắm, nó dám rình rập tôi với ông nói chuyện. Mày ra kêu nó vô đây cho tao. Dạ bà Tư với cậu Bình đi rồi. Cái gì? Mày ra kêu tụi nó chuẩn bị xe cho tao. Dạ. Muốn là cô không muốn yên thân mà tôi buồn, nhắm xen vào chuyện riêng của tôi, to gan thiệt. Dừng lại. Dạ. Tiền của anh đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Bé Bình. Yeah. Chào con. Hai mẹ con đi đâu chơi vậy chị? Chị tính đến nhà tìm em đó. Ủa, chị kiếm em có chuyện gì vậy chị? Chị có thông tin muốn cho em biết. Nhưng mà không biết ở đây có tiện không vậy hả? Nói ở đây cũng được mà chị. Nhưng mà như có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Em thấy chị khẩn trương lắm á. Chuyện này có liên quan đến việc cậu Tuấn hãm hại cô Bích Ngọc. Chị có thông tin gì hả? Biết đi. Em muốn biết tất cả sự thật. Chính hai người họ đã lập mưu gài bẫy cậu Tuấn. Chứ cậu ta không hề làm chuyện đồi bại với cô Bích Ngọc. Chính họ mới là kẻ đồi bại. Ba, ba đừng có với má mà. Cái thằng này, sao mày lì quá vậy? Tránh ra. Bình ơi, Bình ơi. Bình ơi.
ơi, có sao không? Em được sao vậy? Bình ơi, Bình ơi, đừng làm má sợ. Bình ơi, Bình, nếu con tôi có chuyện gì tôi sẽ giết hai người đó. Bình ơi, em tỉnh lại đi Bình. Bình ơi, Bình. Doctor à, bé có bị làm sao không vậy? Tình hình rất là nghiêm trọng, tôi phải theo dõi thêm vài ngày mới biết được. Một cú ngã thôi mà sao lại nghiêm trọng vậy hả doctor? Chị cho tôi hỏi, có phải lúc chị sanh cháu rất là khó sanh phải không? Phải, lúc sinh cháu rất là khó, suýt chút nữa tôi đã mất mạng rồi. Cháu thì chậm một chút thì cũng mất mạng luôn. Vậy thì đúng rồi, lúc chị sanh cháu rất là khó, cho nên cơ thể của cháu rất là yếu. Vừa rồi đầu cháu đập xuống vật cứng, mà cơ thể của cháu vốn dĩ đã yếu nữa, cho nên tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Doctor, cho tôi gửi. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ tôi về, nếu mà có tình hình gì hai chị nhớ báo cho tôi nha. Dạ, cảm ơn doctor. Dạ, tôi về. Ông Tuất, nếu thật Bình có bệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Chị cứ bình tâm đi, chúng ta vẫn chưa có kết quả gì mà. Trời Phật chắc sẽ thương thôi, thằng nhỏ chắc là không sao đâu. Bây giờ tình hình phải tính làm sao đây? Nếu mà như vậy, làm sao chị và thằng Bình có thể quay về nhà đó được? Chị sẽ không quay lại gia đình đó đâu. Lần này coi như chị đã thoát khỏi địa ngục. Vậy còn bây giờ chị tính là sẽ đi đâu và về đâu đây? Chị cũng không biết nữa. Nếu đưa thằng Bình về nhà ngoại thì sao á? Nơi đó lại không có đốc tờ, làm sao mà chăm sóc thằng Bình đây? Nếu như chị không chê, nhà của em vẫn còn một phòng. Chị hãy ở lại đây đi, chăm sóc cho bé Bình. Khi nào bé Bình tỉnh lại thì lúc đó mình tính tiếp nha. Cảm ơn chị Hà nhiều lắm. Bây giờ cũng còn cách đó mà thôi. Người cảm ơn là em mới đúng. Nhờ chị mà bây giờ mọi oan ức của anh Tuấn đã sáng tỏ hết rồi. Vậy thì hai người hãy quay lại với nhau đi. Trong cuộc đời này có được một người tri kỷ tri tình là một hạnh phúc lớn lao mà mỗi con người đều ao ước. Em biết, nhưng mà trễ quá rồi. Em không bao giờ còn cơ hội đón nhận hạnh phúc nữa đâu. Thank you.
chưa báo hiếu được cho má mà má đã bỏ con ra đi. Đời này kiếp này con không được nhìn thấy má, không còn được ăn cơm của má nấu, không còn được má đánh đòn nữa rồi. Con cô độc đau đớn quá má ơi. Chị à, chị ráng ăn miếng cháo em nấu nha. Chị không muốn ăn đâu. Chị ráng ăn đi chị. Mấy hôm nay không có ngày nào thấy chị ăn uống gì hết á. Lấy sức đâu mà chăm cho bé chứ. Chị ráng ăn một miếng nha. Chị nuốt không bao giờ. Cái miệng chị đắng lắm. Chị không ăn được gì đâu nhỉ hả? Nhi hả? Em ngồi đi. Tôi đã chờ đợi em mỏi mòn. Bắt đầu từ bây giờ, ngôi nhà này sẽ là nhà của em. Em sẽ không là người làm của tôi nữa, mà em sẽ là người nhà của tôi, là vợ tôi. Đêm nay cũng chỉ như mọi đêm, tôi hát cho ông. Mà ông không muốn cưới hỏi gì sao? Chỉ như vậy là xong hả? Ông đang coi tôi như những cô gái bán hoa ngoài đường đó à? Chuyện đó
tôi sẽ thu xếp sau. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ cho em một thân phận, chứ không để em thiệt thòi đâu. Em hãy cố gắng, chờ đợi một thời gian đi. Cảm ơn ông. Sau đêm nay, chúng ta là vợ chồng. Em đừng nói năng khách sáo với tôi như vậy. Tôi có cảm giác như là người xa lạ vậy. Khoan đã chứ. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Ông hãy cho tôi uống thật say đã. Tôi biết trái tim em không có tôi, và có thể rất là căm ghét tôi. Nhưng điều này đối với tôi không quan trọng, vì chúng ta có rất nhiều thời gian để bên nhau. Em hãy nhìn tôi khi nói chuyện. Làm vợ tôi thì em phải phục tùng và vâng lời. Dù em có xinh đẹp và được tôi yêu thương, nhưng đó là luật của tôi. Thôi được. Cũng có thể là em căng thẳng. Em cứ uống rượu đi. Nhưng tôi cũng giống như mọi người, như bao người đàn ông khác. Tôi không phải hổ báo hay quái vật gì đâu mà em phải sợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi xin lỗi, tại vì tôi nghĩ em dùng rượu để trốn tránh tôi thôi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng uống với nhau. Mời. Tôi sẽ uống phụ cho em. Không còn thời gian nữa. À, cậu hai. Sẽ lấy cái bàn chó của ông. Thì ra đêm đó là mày hả? Lần trước mày mắng, lần này thì không đâu.
ông đã. Cả mỹ nhân cũng bị tao giật mất luôn. Đúng lòng trời giúp mình thật rồi. Con ra tay giết cha, cha vì tử dây mà bắt chết. Một cái chết thật hoàn hảo. Cái mạng di chúc chết tiệt của lão hội đồng cha vợ mình sẽ thành một mảnh giấy lộn vô tác dụng. Tất cả tài sản của lão ta sẽ là của mình. Thật là hoàn hảo. Hoàn hảo hết sức mong đợi. Vậy là tôi đã trả được mối oán hận trong lòng của tôi cho ông rồi, lão già khốn kiếp. Tuấn, anh Tuấn à, ráng về ăn miếng cháo đi anh. Anh Tuấn à, anh về ăn miếng cháo đi. Anh không chịu ăn gì hết, anh cứ như vậy hoài, làm sao mà được hả? Anh Tuấn. Tuấn thương, má xin lỗi con trai của má. Má phải theo ba con để con không phải vướng bận gì má. Con hãy cùng Nhị Hà cao chạy xa bay khỏi cái xứ sở khốn khổ này và tìm một nơi bình yên để xây dựng tổ ấm cho cuộc đời mình. Má xin lỗi, má không thể theo con được, nhưng linh hồn của má sẽ luôn luôn dõi theo con và chúc phúc cho con như Nhị Hà. Má ra đi không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thấy cháu của má. Sau này con có con có cái, con hãy nói với tụi nó là bà nội rất thương tụi nó. Con hãy ở lại giữ gìn sức khỏe và yêu thương Nhị Hà. Má rất ân bụng khi có nó là con dâu của má. Vậy là bác gái đã chọn chị Nhị Hà làm con dâu của mình. Cái chết của bác là vì anh Tuấn như chị ấy mà ra. Trời ơi, sao thật phũ phàng với mình như vậy sao? Chỉ là đêm nay tất cả mọi nỗi oán hận mà mình mang trong lòng sẽ kết thúc viên mãn. Thằng nghiện suốt đời có quan trách thì mày nên trách ông ngoại của mày, cũng vì lão ta đã lừa tao, đã ức hiếp tao, đã dìm tao trong nỗi nhục đáng sợ nhất của một thằng đàn ông. Nên giờ này mày phải đền trả. Cha tha mạng cho con, đừng ăn thịt con giống như hồi nhỏ nghe cha. Cừu Hai Huân đâu rồi? Mau ra đây đi, bà sói đi tìm nãy giờ đói bụng quá rồi nè. À, mẹ Liễu à, mẹ có thấy con cừu Hai Huân đâu không? Chứ nãy giờ ba sói đi tìm đói bụng quá. Con cừu Hai Huân nó biến mất rồi, tôi không biết đâu hết trơn á. Hay là ba sói đi tìm nó đi. Sao?
Vậy để ba sói đi tìm nha. Cái mông của ai mà đẹp quá vậy ta? Qua đây coi. Bắt được rồi nha. Ăn thịt nè, ăn thịt nè. Mẹ Liễu à, bắt được cù Hai Huân rồi nè. Mẹ tính mần món gì đây hả? Tao không thể bỏ qua cơ hội vẹn toàn thuyết giờ này được. Tao phải giết mày để trả thù cho mối nhục mà tao phải mang trong lòng mấy chục năm nay. Tao không thể tha cho mày, tuyệt đối không thể. Kiều Như ơi, Kiều Như, vậy là mày đã trở thành một kẻ thừa thãi. Ngôi nhà của anh Tuấn đã không còn tên của mày nữa. Tâm chân tình của mày tất cả chỉ như một con gió lạc loài không ai thèm đếm xỉa. Kiều Như ơi, số phận của mày thật đáng thương, đáng tội đến như vậy sao? Đi đi, trước khi tao thay đổi quyết định. Đi. Dạ. Mình sống thế này, nguyện ba tốt mà yếu đuối như vậy sao? Tại sao mình không giết nó? Tại sao? Tại sao? Kiều Như đi đâu mà về khuya dữ vậy? Em mới từ nhà anh Tuấn về. Mấy hôm nay đã mà bắt gái, sao chị không ghé lại? Chị quả là một kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa mà. Em nói cái gì? Bắt gái mất rồi hả? Không, không thể nào. Chị không hay biết gì hết á. Anh Tuấn thì là đáng trách. Tại sao anh Tuấn lại không cho chị hay biết chuyện này? Có lẽ chị xứng đáng giữ lá thư tuyệt mệnh này của má anh Tuấn hơn em. Em xin chân thành chúc mừng chị. Chúc chị hạnh phúc. Chị là người thật là may mắn đó. Làm chuyện như vậy, ba có mất đi thì con và anh Tuấn cũng không thể đến được với nhau. Sự hy sinh của bác đã uổng phí mất rồi. Anh Tuấn, anh Tuấn.
Sao bác nỡ làm vậy với con? Sao bác lại đặt lên vai con một áp lực, một niềm hạnh phúc mà con mãi mãi không bao giờ còn có thể nhận được? Cái chết của bác là vì con mà ra. Làm sao con có thể trả được món nợ ân tình này cho bác đây? Sao vậy hả? Anh Tuấn, anh cô độc quá vậy hả? Em bỏ anh đi theo người khác rồi. Giờ ba anh cũng bỏ anh mà đi. Anh đau đớn quá vậy hả? Quan gì hả? Cô ra đây! Thì ra là cô đây à? Vậy mà làm cho tôi tìm cô khắp nơi. Ông không phải đi tìm tôi đâu. Tôi sẽ tự đi tìm ông tính sổ những chuyện đã xảy ra. Nhưng mà ông cũng còn nhớ đến tôi sao ông Bá Hộ? Cô nói chuyện nghe buồn cười quá. Dù không muốn nhớ, nhưng cô buộc phải nhớ. Vì cô là vợ của tôi. Không lẽ cô đã quên danh phận của mình rồi sao? Tôi lụa. Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa. Đêm hôm ông tới đây để làm cái gì? Tôi tìm Quang Nhi hả? Quang Nhi hả? Cô ra đây cho tôi. Cô không có trốn được đâu. Dù cô có lên trời xuống biển, tôi cũng theo cô. Cô là tài sản của tôi, của Nguyễn Ba Tuấn này. Cô có biết không? Ông đang làm cái gì vậy hả? Ông câm cái miệng ông lại đi. Ông có biết thằng Bình nó đang nghỉ ngơi trong đó không? Tuần trai của ông đang mê man ở trong kia, trong khi đó miệng ông đang gào thét tìm gái vậy đó hả? Bà không được cản tôi. Nó mau, Quan Nhị Hà đang ở đâu? Ông hãy đi về đi. Ông hãy cho con trai tôi được yên. Đừng ồn ào thị phi ở đây nữa. Con trai của bà, thầy kể đó. Tôi chỉ muốn tìm Quan Nhị Hà thôi. Nói mau, Quan Nhị Hà đâu? Quan Nhị Hà đã đi từ sớm rồi, chưa có về, được chưa?
ta trốn mình không về nhà. Vậy cậu ta đi đâu? Không lẽ là đã đến tìm thằng nhóc đó? Khốn kiếp! Em được về mà. Hãy ở lại với anh đi. Bây giờ anh cần em hơn bất kỳ lúc nào. Má anh để lại di thư muốn chúng ta trốn khỏi cái xứ này. Ý của em tính làm sao? Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa. Em được tin bác gái mất, đầu óc em cứ rối bời, em không biết phải làm thế nào. Còn anh có tính toán gì cho mình không? Hay là ngày mai chúng ta bỏ trốn đi, có được không em? Đó là tâm nguyện cuối đời của má anh. Anh sẽ thực hiện điều đó vì má và cũng vì tình yêu của chúng ta. Nhưng Vậy còn nhà cửa? Anh à, mình mất đi thì phải bán hết nhà cửa giường thượt đó. Vậy mình mới có tiền mà đi chỗ khác gây dựng được chứ. Nhưng mà anh thấy lo quá. Cảm giác bất an lúc nào cũng lẩn vẩn quanh anh, như muốn lao vào cấu xé anh vậy đó. Anh sợ nếu như chập trễ thì sẽ có nhiều rắc rối lại phát sinh. Anh đừng có lo lắng nữa. Em nghĩ là mình chỉ cần vài ngày để chuẩn bị, chắc là không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Gì hả? Anh muốn được ôm em mãi mãi như vậy. Đồ khốn nạn! Cô đã đồng ý lần của tôi, tại sao cô lại trao thân cho nó? Tao sẽ giết mày! Không! Mày, kẻ đầu dâm nhất người của Nguyễn Ba Tuất này, là kẻ đó phải chết! Không! Tôi xin ông, anh ấy không có lỗi gì hết. Ông muốn giết, ông hãy giết chết tôi nè. Là do tôi chủ động trao thân cho anh ấy. Ông muốn giết, ông giết chết tôi đi. Vậy thì tao sẽ giết luôn hai đứa mày! Tao sẽ đưa hai đứa mày về xuống giang. Ông Ba Hồ, tôi xin ông đừng có làm vậy. Nếu cho muốn giết thì ông hãy giết tôi nè. Anh Tuấn, cô không có liên quan gì hết. Chính tôi đã dụ dỗ cô ấy. Ông giết tôi đi. Đừng, anh đừng làm như vậy. Sinh mạng của em đã bán cho ông ta rồi. Ông ta muốn làm gì thì mặc kệ ông ta đi. Không đáng đâu anh. Dì Hà, tụi bay là lũ khốn nạn. Tao đã bỏ bao nhiêu tiền và bao nhiêu công sức, tao mới quen được quan Dì Hà. Tao bất chấp vợ con, bỏ cả gia đình, vậy mà mày dám cướp tài sản của tao hả? Tao sẽ giết chết hai đứa tụi mày! Ông Ba Hồ, nếu ông muốn giết thì ông phải giết tôi đi.
Tôi chỉ xin ông, ông hãy tha cho Quan Dị Hà. Cô ấy đã hy sinh bản thân để cứu tôi. Ông giết tôi đi là công bằng nhất. Đừng. Anh ơi.